Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi là bạn trong video khám phá Red City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một đợt cập nhật mới đến từ tựa game Red City. Phải nói là cập nhật rất lớn các bạn ạ. Về việc mà chuyện gì đến cũng đã đến các bạn ạ. Ngay mà chúng ta cập nhật thêm một loại mới, đó là loại cấp mơ thay cho gọi là chuyển từ những chú rồng cách 10 từ legend cũ sang là mythic nha các bạn. Và bây giờ thì chúng ta đã được nhận một cái món quà, đó là mythic gift các bạn ạ. Ok, chi ghế giấy. Wow, tự nhiên không gọi là mới cập nhật xong được tặng cái món quà là 100 orb mythical joker và 25 bình trend mythical luôn. Wow, vậy thì chúng ta gọi là còn không mau mà nhận nữa các bạn. Đấy, chúng ta có gọi là bao nhiêu nick thì gọi là đăng nhập sớm để mà nhận hết quà cho chắc các bạn nhé. Quà free này đúng là ngon và chất lượng đấy. Ok, nhận luôn. Đấy, để xem là trong đây chúng ta có gì trong cập nhật nha các bạn. Đó, nói chung là về cái thiết kế thì các bạn thấy rồi, đây là orb cấp mơ dành cho những chú rồng cách 10, cứ cách 10 là lên cấp mơ nha các bạn. Nhưng mà sức mạnh thì vẫn vậy, và bình trend thì cũng sẽ dùng là bình trend mới nha. Đấy, giờ xem là có sự gì khác nữa không nha các bạn. Ồ, có một cuộc đua Hellrich mới nè các bạn ạ. Và có chủ đề màu hồng giống như là cập nhật orb cấp mơ luôn. Wow, cái cuộc đua Hellrich này thì chúng ta sẽ nói sau nha các bạn. Nói chung là chủ yếu là mình sẽ tìm hiểu về sự thay đổi khi mà cập nhật đến. Đầu tiên thì có lẽ là mình sẽ vào ở trong đây để mà mới có gọi là được cập nhật đến thì gọi là nhà phát hành chúng ta gọi là vừa cho một cuộc đua mythical gọi là marathon, là cuộc đua cho gọi là chú rồng đại diện cho gọi là mythical đấy các bạn. Mà đây là Hellrich nè, phải không? Hay là gọi là đua chú rồng cấp L nhở? Ui dồi ôi, xem nè. Ui gì ghê vậy? Trời ơi, cái gì mà căng quá vậy? Chú rồng này là chú rồng cấp M các bạn, không phải là đua Hellrich mà là đua mythical thiệt luôn các bạn nhá. Và cái gì đấy? Có skill đặc biệt á. Skill đặc biệt của chú rồng này là đam càng cao khi mà máu của người sử dụng thấp á. Vậy có khi nào là skill giống như là chú rồng Lestinert không nhỉ? Còn có gọi là skill gì hay nội tại gì nữa không? Chứ skill này thì nói chung là cũng khá là bình thường. Hay là có điểm gì gọi là ghê gớm không? Mà sao mà có vẻ mà hoành tráng vậy? Đua trong vòng là 10 ngày này các bạn. Chưa gì vào mình xếp hạng 2 rồi. Có một bạn gọi là đang lên hạng 1 này các bạn ạ. Ok, thì mình sẽ gọi là thử gọi là đi sương sương nha. Đối với lại video hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc cập nhật mới này. Đấy, như là làm rõ là cập nhật xong chúng ta sẽ có những gì. Còn trong video tiếp theo thì có lẽ mình sẽ nói về cuộc đua Hellrich nha các bạn. Nói chung là hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ có gọi là bản đồ lab, không phải của cuộc đua mythical các bạn nha. Không phải cuộc đua Hellrich, mà đây chắc là cuộc đua đầu tiên dành cho những chú rồng gọi là mythical. Đúng rồi, mythical gọi là nếu tính ra thì bây giờ cũng là lần đầu tiên là được xuất hiện với tên gọi là cấp M của mythical. Đấy, loại mới chứ, phải không các bạn? Ok, nên là chắc là cũng như vậy đấy các bạn ạ. Giờ thì mình sẽ tìm chú rồng ở đây là cấp độ 20 nha. Chú rồng mình chỉ gọi là đi sương sương thôi. Đấy, đi sương sương xem có gì gọi là khác biệt không nha các bạn. Wow, tới đây thì hình như là có chờ hồi bua này các bạn, chứ không là mình nhấn vậy là phải có rồi. Đúng là chờ hồi đó các bạn. Không biết cuộc đua này sẽ gọi là khó hơn hay là dễ hơn bình thường hay là giống bình thường. Chắc là dễ đấy các bạn, để xem. Ở đây là mythical này. Này có gì khác không? Wow, cái gì vậy? Cuộc đua mythical là có thể là đua được luôn những chú rồng gọi là cách 10 khác á. Là bên đây nói chung là chú rồng mythical này là phải là cách 10 rồi. Ở đây mình nhìn thấy hình của Corrupted Scaled và có của Husher Vampire. Không lẽ là chúng ta đua 10 ngày để mà lấy được một chú rồng gọi là VIP mythic ở trong cuộc đua và thay vì là Hellrich á. Rồi vậy thì thời gian gọi là đua Hellrich và thời gian đua mythic chúng ta có bị gọi là nói chung là ảnh hưởng gì tới nhau không? Hay là cái này là cũng giống như là cuộc đua Hellrich VIP lâu lâu thích thì có, phải không các bạn? Đấy, trời ơi, sao mà gọi là nhiều cái điều mà nó mới lạ quá vậy. Ok, còn điều gì nữa không nè? Thấy nhá hình các kiểu luôn các bạn ạ. Đấy, thì vẫn là làm nhiệm vụ như vậy nha các bạn. Hay là những cái hình ảnh minh họa trước đó. Ôi, và phải đạt là ít nhất là lab 15.
cái gì đây? Và cũng là game và phần thưởng top 1, chỉ một cũng là vị trí của chú rồng này luôn các bạn ạ. Vậy là cái phần thưởng và cái cơ cấu, kiểu như là cái cơ cấu để nhận thưởng thì chắc là giống như là bên cuộc đua bên kia rồi. Đấy, phải lap 15 mới được các bạn ạ. Và game và nói chung là hạng 2, 3 và hạng 4 tới 8 thì game y chang như là đua Hellrich VIP luôn. Nhưng mà khác đây là đua bi thích các bạn ạ. Ui dồi ôi, ném off trên tay kìa. Mà chú rồng này chú này có skill gì nó đặc biệt hơn một chút không? Rồi cũng chưa biết các bạn, nhiều khi nó lại đặc biệt. Ui, cũng được gọi là 20 game nè, 20 game ở gọi lap thứ 2 nè. Không đua thì cũng lên lap 2 nè. Ôi giời ơi. Và đây nè các bạn, chúng ta sẽ được mảnh của chú rồng này, được bình nè, và được off soccer nè. Cái gì đây? Huy hiệu gọi là Mythito, gọi là automatic đó. Ui dồi, gì cái vậy? 50 hiệu lap 10 luôn nè. Và cũng được gọi là mảnh, mình nghĩ là chắc cũng xếp lượng mảnh tương đối như vậy á. Lên đây lượt 7 luôn á. Cái này là sẽ giúp cho chúng ta những gì thế này? Là những gì đấy? Mình cũng chưa có biết nhưng mà khả năng là cũng sẽ rất là ghê gớm đấy các bạn ạ. Nếu như vậy thì chắc là cuộc đua nó cũng sẽ gọi là dễ hơn nhỉ? 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6. Trời ơi, cũng là có 6 núp luôn các bạn ạ. Ôi ôi, là muốn lấy phần thưởng này là ít nhất phải lên lap 15 rồi. Cái này chúng ta sẽ tính sâu nha. Bên hòn đảo này màu hồng quá các bạn ạ. Ok, rồi còn gọi là điều gì mới ở đây không? Đấy, thì đây là nơi bọn ta đổi thưởng nè. Wow, có lẽ là ui, thu thập vừa là những cái vòng automatic mythic sức mạnh này. Sao lại có màu vàng ở đây nhỉ? Đấy, để mà đổi lấy rương này. Wow, và trong rương này thì toàn những chú rồng gọi là VIP Mythical thôi các bạn ạ. Mà nói chung là VIP Mythical bình thường. Đấy, ta cần những chú rồng có skill cơ, cần những chú rồng có skill mới gọi là ngon lành được. Ồ, 15 nha, 15 cái này là được mở cái hộp này là 15, 30, 50. Có cơ hội nè, và đây cũng vậy luôn. Wow, đây là một cái nơi mà để chúng ta lấy được những cái đòn gọi là đầu tiên 34 ngày á, để chúng ta lấy được cái căn cơ đầu tiên của những off mythical này, nâng cho những chú rồng. Lên này 20 là được thêm 100 mảnh của chú rồng này. Wow, và được random một trong gọi là hai bơ ở đây. Mà mỗi cái thì hai cái yeah. Và móc cuối cùng là móc 100. Gì vậy? Có skin luôn á. Cái căn gì? Trời ơi, có skin gọi là skin này có gọi là sức mạnh gì không? Có nè, như là có nè các bạn. Như là người mặc skin này thì rồng sẽ được tăng đam và gọi là sở hữu cái gì giống như là cái gì đó mà liên quan đến máu nữa nè các bạn ạ. Ồ, và nhận được một cái gì đó mà liên quan đến máu này, gì ghê vậy? Căng vậy? 100 luôn á, 100 luôn á, móc này có khó không ta? Ui, vậy chú rồng này là không đơn giản rồi. Và 500 óp này luôn. Kiểu như là bằng một cách nào đó mà mình đạt được tới móc này là giống như là xác định nâng cho chú rồng này lên gọi là thành chính quy luôn hay sao ấy. Ui, ghê thiệt sự luôn. Mấy cái này có gọi là có lấy được ở chỗ nào khác không nhỉ? Hay là có lấy được trong gọi là tham gia sự kiện nè, đua Hellrich nè, rồi đánh ở trong gọi là này thì giống như kiểu là đánh arena hay đánh quest gì đấy các bạn. Mở rương này chắc là mua ở trong gọi là shop rồi. Wow, thì ra là như vậy. Đấy, skin này là tăng máu các bạn. Tăng 20% máu và tăng 20% đam. Rồi cái skill này là máu chuyển qua đam nè. Chắc kiểu là minh họa là máu càng cấp thì đam càng cao á. Chắc vậy á. Thì phải có mũi tên máu giảm thì đam tăng chứ nhỉ. Đấy. Ui dồi ôi, gì ghê vậy ta, hoành tráng vậy ta, quá là hoành tráng các bạn ạ. Và đây là thông báo, và ở đây hình như là có những cái câu hỏi để mà trả lời chúng ta. Cái này thì mình và các bạn đã xem rồi nha các bạn. Đấy, còn gọi là thông báo đúng không? Đây là cuộc đua Hellrich nè. Ây, cứ nhầm hoài cuộc đua Mythical nè. Biết đâu tương lai cũng có thể đua những chú rồng Mythical khác. Mà cũng đa phần chúng ta có những chú rồng Mythical là ngon lành rồi các bạn ạ. Đấy, wow. Vậy còn gọi là hòn đảo sự kiện. Không lẽ là sự kiện kia hết rồi ta. Sự kiện đi con xanh. Ui, con xanh hình như là mình mới thu con xanh mà. Ở đây là con xanh không?
Ui, vậy là đây là con xanh này các bạn. Còn về cái sự kiện mà gọi là xếp hình thì chắc là hết rồi á. Đấy, con xanh là vẫn còn nha, con xanh vẫn còn, có thể là thu con rồi đi tiếp nè. Là sự kiện này cũng giống như là sự kiện bên là Harry VIP chen vào đấy các bạn. Ok, giờ thì chúng ta sẽ vào cái gọi là công việc chính này các bạn. Đó là có thêm một op. Trời ơi, nhìn cái thanh này nó dài lên rồi này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ có theo thứ tự là CR, FR, EBIT, LM và H nha các bạn. Tương ứng với lại Common RAS, Very RAS, EBIT, Legend, Mythical và Heroic nha các bạn. Đấy, thì chưa gì vào là mình có 100 rồi nè. Đó, còn về Op Legend và Heroic thì vẫn như cũ nha. Không có gọi là thay đổi gì đâu. Đấy, chúng ta gọi là có thay đổi, chúng ta đã kiểu là tận dụng sớm này thì nói chung là đấy rồi. Mình thì nói chung là cũng ok rồi nên các bạn đừng lo lắng. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ ngồi đây bấm vào rộng cấp M này. Thôi, cái chỗ này làm thêm một cái đây để nó gọi là cân xứng luôn này các bạn. Chỗ này là chọn, nói chung là không chọn theo cấp bậc. Đây là chọn theo cấp bậc là M nè. Đấy, thì các bạn thấy là óp của những chú rồng này bây giờ là chuyển sang màu gọi là xanh thế nội. Ôi, và xanh thế nội. Wow, Abyssal Karma là 250 nè, Summon là 250 nè. Rồi mấy chú rồng này thì đều chuyển sang là Summon là 150. Ủa vậy trước đó mấy chú rồng này mà đang summon bằng 100, đang không summon giờ lên 150 là chúng ta bị gọi là thiệt thòi 50 mảnh rồi. Ồ, nhưng mà chú rồng này có skill đặc biệt này. Skill gì đây? Wow, hình như là hồi máu cho người sử dụng và đồng đội. Đánh một skill để hồi máu lên nhưng mình cũng không có nhiều. Chú rồng này đấy. Ồ, mì thích hết này các bạn. Mì thích này thì bây giờ là chúng ta bấm vào đây là có thể tìm rất là nhanh này các bạn. Chung là toàn mì thích thôi. Ủa sao mình có nhiều vậy ta? Ui, chắc là nhờ vào đánh ở trong arena mà mình không có gọi là summon ra chú rồng nào đấy. Ui, cũng đang có sự kiện bù á nên gọi là có op thì sẽ bù vào. Hoặc giờ đây là 60 bù 90 á. Không có đâu, hôm nay chúng ta phải để dành. Ui. Chú rồng này. Chú rồng này gọi là viết mì thích bình thường nhìn. Nhìn gọi là thấy quen quen các bạn ạ. À. Đấy, trời ơi, thấy nhiều chưa? Đó, bánh kẹo gì, Guarafu nè. Đây, Guarafu, ối, Guarafu Vampire mà chúng ta gọi là summon bằng 150 nè. Mình tưởng là 200 nhất. Hoặc lại là mấy chú rồng khác. Ối, Vua Super cũng 150 nè. Lúc đầu là kiểu chúng ta thấy là 200 mà. Thông báo 200 mà bây giờ gọi là 150 nha các bạn. Không biết là mấy chú rồng khác thì sẽ thay đổi như nào nhưng mà đa phần là 150 hết nè. Có chú rồng nào, ô, hết sợ 150 nè. Vua Super gọi là đây Ruby nè, Ruby và Lustre cũng chạy luôn. Là mình cứ tưởng là 200 các bạn. Cũng hú hồn, trong 150 tăng giống như những rồng khác thì cũng cũng được các bạn. Chung là chúng ta cũng phải có một mảnh gốc kiểu là một phần gì đấy các bạn ạ. Đây nè, chú rồng gọi là tia chớp vàng cũng 150 luôn. Và mấy chú rồng này đều gọi là 150 nè. Chưa thấy chú rồng nào 200 nhỉ. Đấy, mấy chú rồng quá quen rồi các bạn ạ. Đấy, xem nào đó, Bright Fool, Blood God, biết là mấy chú rồng Kama thì vẫn là 200 nha. Nói chung là trước nhiều bạn thấy Gray Kama 150 nhưng mà vẫn 200 nha các bạn. Bua Titan lên là 150 nè. Đấy, Primal nói chung là mấy chú rồng mà đợt trước 100 thì lên 150 hết. Đấy, còn 200 thì vẫn 200 nha. 200 mà giảm xuống mới mới là điều lạ đấy các bạn ạ. Đấy, Sinh Phu nè và Đan Hùng vẫn là 200 nè. Những chú rồng này bạn cũng không thấy những chú rồng gọi là Heroic rồi kiểu mà Mythical VIP bình thường á, bình thường mà 200. Cho nên là chắc bình thường là chỉ có 150 thôi. Còn Kama mới là 200 nha các bạn. Cả là Vampire cũng 150, chắc là có nhiều ý kiến của các bạn. Còn chú rồng Corrupted Shroud thì Chaos đấy các bạn. Ban đầu 250 sẵn rồi. Nên là vẫn 250 thì không có vấn đề gì hết nha các bạn. Đấy, vậy là cái chỗ là summon là chúng ta thay đổi rồi nè. Ok, và qua bên chỗ bên đây xem nè. Bên đây thì nếu mà phân tách thì sẽ phân tách ra gọi là cũng là orb của chú rồng đó nhưng mà kiểu nó sẽ có màu hồng các bạn ạ. Đấy, nó là có màu hồng nha. Đó. Và bên đây thì ok, bên đây thì mình đang gọi là empower cho chú rồng này rồi. Bấm vào đây thì nói chung vẫn có thể là xong chú rồng này nó có thể empower ở trong đây. Chỉ là mình không thể gọi là dùng op legend bù vào mà mình phải dùng là op là mới nhé. Mới là op mythic để mà bù vào. Thì tất nhiên chúng ta được free gọi là 100 op nhưng mà
kiểu người ta không có bồ cầu ở đây các bạn ạ. Wow, sao chú rồng này kiểu này phải sáng lên để cho mình bù vào chứ, đã có sự kiện mà không, đã có sự kiện summon rồi sự kiện Emerald mà không, mình sẽ gọi là xem lại ở trong cái phần này nhé. Cấp L nè, ok đây nè, đây đang gọi là được bù vào nè, là do mình không đủ, chắc là vậy đấy các bạn ạ. Đúng rồi, do là chắc là chúng ta không có đủ. Ủa? Hơi ảo các bạn ạ, hơi ảo nhưng mà không sao, chung là vẫn là như vậy đấy các bạn ạ. Hay là đừng nói là, hay là sự kiện này là không cho bù Embargo, là không cho bù những chú rồng mythical vào vậy. Ơi, đừng nói là như vậy nha, như vậy là hơi là sót đấy. Wow, summon to be how là nhìn vào trong đây cái ảnh này là không thấy là không có gọi là hình của cấp mời trong đây. À, như là chỉ có sự kiện đây, đúng rồi, hai sự kiện luôn nè. What, có lẽ nào là chưa có cập nhật cho những chú rồng kia vào nhỉ? Đấy, giờ mình thấy nè, đây có gọi là bù vào nè, bù vào 90 nè, 90 mới được chứ gọi là không đấy thì sao mà bù vào, đúng không? Đấy thì summon là vẫn bù vào nè, bù 60 nè, bù 51 nè, đấy bù 66 thì bình thường chỉ có bù khoảng tầm là 20, mà cho dù chú rồng này lên gọi là 200 thì chắc bù được 40 thôi. Đây thì bù được 80 mấy là chứng tỏ là summon là người ta bù được nè, đúng không các bạn? Đó, summon là bù ok nè, 99 nè. Đấy, chứ bình thường không có sự kiện summon sao mà bù kiểu vậy được, không các bạn? Vậy mà ở bên đây thì hình như là chưa có bù được hay sao á. Ui, bạn cần thấy hơi căng nha, bắt đầu thấy cái gì nó căng căng rồi đấy. Chứ mấy chú rồng này sao lại gọi là bạn cần 11 nè, và có thể sử dụng off shocker bù vào. Hình như là, nhưng mà bình thường thì cũng được bù vào ở cái khoảng cách ngắn như vậy, thì chắc là hiện tại đang có lỗi gì đấy thôi, mình hy vọng như vậy nha các bạn. Nhiều bạn hoang mang là sau này những chú rồng gọi là cấp M thì lại không dùng off để bù vào, để gọi là nâng sao trong sự kiện gọi là Empower nữa, thì thiệt thòi quá đúng các bạn. Chắc là không có, chắc là đang lỗi thôi. Thì một số bạn phát hiện là khi mới cập nhật đấy thì những chú rồng cách gọi là chú rồng bây giờ là cách 10 là gọi là cấp M nha, thì gọi là bị thay đổi chỉ số yếu hơn hồi trước, nhưng mà đó là lỗi thôi các bạn. Giờ thì nghe nhiều bạn nói là cập nhật trở lại rồi. Đấy, cập nhật trở lại bình thường nè, 241 rồi 44 gọi là 241 và cao nhất là 301 và sát thương cũng là 78 cao nhất và hiện tại là 62 nè. Đấy, không có sao nhé các bạn, nói chung là vẫn ổn. Hoàng đặt cái gọi là cái speed có thay đổi không nhỉ? Sao mình thấy cái gì đó rồi mình vào mình nhớ được speed của một số chú rồng, giống như là đây, giờ bấm vào cấp M này các bạn ạ. Ơi, cảm ơn tất cả chú rồng này. Speed chúng ta là 986, vẫn vậy nè. Cái này speed chú rồng này vẫn vậy. 986. Ok, và chú rồng Plus God bao nhiêu đây? 980. À, mình nhớ là chú rồng này 981 nè, phải không? 981, ok, vậy là không thay đổi nha các bạn. Ok, rồi. Và nhìn thấy cái hiệu ở trên là hiệu cấp M nha. Đây đấy, thấy là hiệu cấp M nè. Bây giờ là mọi người có thể phân biệt được là chú rồng nào cách 10 và chú rồng nào là không phải cách 10. Thì có thể là cách 9, có thể là cũng có thể là cách 5 gì đấy, nhưng mà bình thường là đa phần là legend thì là cách 9, và bây giờ thì mấy chú rồng cấp M này thì đều là cấp 10 nha. Và các bạn có thể nhìn skill đặc biệt ở đây để mà biết chú rồng đó có skill không. Khi chúng ta nhấp vào, chúng ta có gọi là hiển thị skill nè, tiên là hút máu của đối thủ nè, và hai là gây một cái đòn đánh trung bình nhưng mà được Assassin nè, nó có thể là dịch ra từ những cái skill đây luôn các bạn. Khó. Bây giờ là nói chung chúng ta có thể dễ dàng là nhận biết hơn rồi. Và lúc tìm thì cũng có thể là tìm riêng những rồng cách 10 tìm bên đây các bạn ạ. Đó, còn ở trong gọi là đấu trường đánh đấm thì như thế nào? Ui, chúng ta vẫn đang ở xếp hạng thấp sau, như là một ngày rồi chưa đánh. Ui, hạng thấp quá. Đấy, thì đấy, ta có thể là thấy được đó. Cái thông báo nè, cái thông báo gọi là cấp C, R, Veritas, Epic, L và M nè, Critical nè.
Đấy, thì nó nằm ở ngay cái chỗ trên giữa Legend và Hellgrid. Đấy, tính hợp lý một tí xíu là 9, 10, 11, phải không các bạn? 9, 10, 11. Đó, hợp lý chứ không? Ok, mà nhóm phát hành cũng chu đáo mà. Tặng, gọi là vừa cập nhật xong, tặng cho 100 buff free là đã thấy cũng ok rồi đấy. Giờ thì chúng ta sẽ vào đánh thử xem là có điều gì gọi là khác biệt không. Mình nghĩ là chắc vẫn bình thường thôi, đánh gọi là những cái gì liên quan đến cơ chế gọi là đánh đấm rồi sức mạnh thì vẫn như trước, nhưng mà liên quan tới cơ chế mà thu thập là cơ chế gọi là nâng sao, cái kiểu mà tài nguyên nâng sao rồi tài nguyên trend thì nó sẽ có thể thay đổi. Ok, ôi nhưng là cái gì đó sai sai. Ủa mà mắt đỏ. Ủa mình nhớ là quá đậm, để mình nhớ là đúng rồi mắt đỏ. Ừ đúng rồi mắt đỏ. Mình gọi là đang hơi là rối các bạn ạ. À, kiểu mà cập nhật đến thì kiểu chúng ta đang tham quan. Ôi, đừng nói là cập nhật đến tham quan cái đánh thua nha. Vô đấy. Mình cũng không có mấy chú rồng hấp huyết ở đây nên chắc mấy chú rồng kia không gọi là thắc oai thắc quái được đâu. Ấy ấy biết là anh ấy sẽ đánh skill Ascertain mà. Ui giấy. Ui đam có nhiều đó thôi sao? Thế mình xin nha. Wow, Lý Clan 7 mà đánh cũng cừ đấy. Đó, đừng có xem thường mấy chú rồng cấp 9. Cứ có sao, cứ gọi là nâng lên level 70 rồi có giá trị hết. Đó. Thì so với lại những chú rồng mà chưa nâng nha các bạn. Đấy, còn đâu thì chúng ta phải xài những rồng gọi là càng tu thì càng tốt. Như là cát thì là cát 10 cho nó mạnh này. Và skill đặc biệt cũng là skill ngon nha các bạn. Đấy, một số trường hợp là Itachi là mấy chú rồng 9% luôn á, một phát mà Itachi gọi là ảo thuật phát rồi xong. Oh wow, chưa ảo thuật được các bạn, tưởng là bị Itachi ảo thuật phát là xong rồi đó. Sao chú rồng này nghi á vậy, bên kia để mà đánh một đòn đánh gọi là đánh lan ra thì có bị gì không đó. Đấy thì giống vậy đấy các bạn, mà mình đang nói tới đâu rồi nhỉ. Ui Itachi. Ok, bán này vậy rồi xong Itachi rồi. Ảo thuật rồi các bạn, bị ảo thuật rồi. Ai giời, có skill này đây, sợ gì. Đó, ảo thuật đi, ảo thuật nữa đi. Ủa, ơi, ơi, anh ơi, bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Itachi, đỡ lấy, cái gì vậy, what Itachi. Rồi xong rồi, ui, bị ảo thuật rồi các bạn á. Trời ơi, đó là bị Itachi gọi là level 45 một sao đánh bại luôn nguyên dàn rồng nha. Đừng nha anh ơi. Ui trời ơi, xém các bạn ạ. À, xém đều là bị Itachi ảo thuật là nguy hiểm quá vậy. Gì mà nguy hiểm quá vậy. Đấy. Thì kiểu là như vậy nha các bạn. Đó, ta đánh thì vẫn gọi là bình thường mà tại sao lại kỳ quá vậy? Wow, cái rồng đánh mình đánh cũng rất là đau nha các bạn. Đó, cấp M nè, thấy bấm vào thì thấy được cái hiển thị về cái chỉ số. Ui sợ rồi các bạn, ui sợ rồi. Đó, thật ra bút tháp lên vào chơi khô máu luôn các bạn ạ. À, ok, và cuối cùng là chúng ta có thể là xem thử cái chỗ mình train nha. Đấy, thì nói chung là trước khi mà cập nhật đến thì mình có train mảnh cho đệ tử và cũng như nick quân Coco là mảnh của những chú rồng Fury Vampire như các bạn, để mà summon kiểu mà tranh thủ đấy. Cũng như là giống kiểu là món quà thôi các bạn ạ. Wow, và hình như là ủa vậy mình có gọi là cứ có bình mà bạn cần 2 bình. Ơi rồi đang đang gọi là đang đang cái gì nữa vậy, tắt cái kia rồi mà quá đó cái gì đi. Ủa mình đang có 25 bình nè. Ôi rồi bạn cần 2 bình. Ừ mình có mà, cái gì nữa vậy, quá quá. Ủa là nhấp vào là gọi là kêu gọi cái này xuất hiện á, do mình không có nên nhấp vào là kêu gọi xuất hiện á. Mình có mà. Ui thì nói chung là chắc đang lỗi đó các bạn. Đó bây giờ là mảnh của những chú rồng Legend bình thường. Nói chung Legend đa phần là tất cả Legend luôn thì đều là còn 7 nè. Đấy, ví dụ như là muốn train những chú rồng lúc này mình nói chứ, những chú rồng cấp 9 mà có skill đặc biệt mạnh thì chúng ta cũng gọi là ok, ví dụ như là Orcana đấy. Orcana. Orcana. Đấy. Ôi trời.
biết rõ như sao mà không ra các bạn ạ. Đây nè, Okana này, 7 nè, đó. Xin đây là xin mảnh nha, còn đây là cho mảnh nè. Đấy, mảnh bình thường mà. Đó. Đấy, ok, mình sẽ gọi là nói chung là có lẽ là mới cập nhật á nên là chưa có được. Đấy, đang bị gọi lỗi nè. Đó 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 đó. Trong đây là cái này nó hiện ra các bạn ạ. Ok, không sao. Thì chắc cũng là lỗi giống như cái nâng sao đó thôi. Thì thôi, ta gọi là đợi một khoảng thời gian để mà fix lỗi nha. Kiểu là mới cập nhật mà, mới cập nhật có nhiều cái nó chưa ổn định các bạn ạ. Mình nghĩ là như vậy. Đấy, thì các bạn thấy là đó là những cái cập nhật đến chúng ta có thể thấy. Đặc biệt là cập nhật về nói chung là quà free nè, rồi có cuộc đua gọi là mythical nè, và có sự thay đổi gọi là về off, về bình trend. Đấy, và chung là về cái số lượng summon của những chú rồng. Đó là những gọi là thay đổi chính ở trong cái gọi là đợt cập nhật này nha các bạn. Đấy, quay lại với cuộc đua thì nhiều bạn ta chưa có đua, chắc cũng là cơ hội đấy, cơ hội để mà xem chú rồng này có gì đặc biệt không. Mà mình thì lo là không đua được lên những cái lab cao để mà lấy gọi là những cái mythic này. À đúng rồi, vậy thì ở trong chỗ rescue thì như nào? Rescue chắc là chỗ này chưa cập nhật đến đâu. Rescue, trời ơi, rescue bấm vô gọi là mythic mà không có chú rồng nào xuất hiện hết vậy. Rescue dragon rescue phải được tăng cấp chứ, phải gọi là được tăng cường năng lượng chứ. Đúng rồi, lúc trước cũng đâu có chú rồng gọi là cấp 10 đánh bình thường bình viễn đâu. Lâu lâu mới gọi là có cập nhật đến, là cập nhật xong gọi là cập nhật vào cho mấy ngày rồi đi luôn các bạn. Chứ mà không có đỡ lâu. Sau này thì mình nghĩ là có thể là có khả năng đấy. Có khả năng là cho đánh lâu lâu chút xíu hoặc là cho ở vĩnh viễn. Để cứ thu thập gọi là những cái chìa khóa này đi ha. Mà thực sự thì mấy cái chỗ này mà đánh mà lấy được gọi là những cái ấn đấy thì ngon quá các bạn ạ. Chứ đây chúng ta phải lấy ấn ở trong sự kiện, không có lấy được trong rescue giống như là trong sự kiện đôi giày thì quá là ngon rồi. Trời ơi, vậy thôi, cứ thu thập chìa khóa nha. Đấy, còn nơi nào nó ảnh hưởng nữa không ta? Chung là nghĩ là về cái sự bố trí thì vẫn như vậy thôi, vẫn là giống như trước, không có gì thay đổi nhiều. Plus God vẫn là Plus God. Mà có phải vậy không ta? Ừ, chắc vậy á. Ok, đấy, cái phần trăm ta cộng vào thì nó vẫn như vậy nha. Đó, nó không có dẫn đến sự thay đổi nào ở đây. Là những cái off của những rồng cấp M thì giờ nó màu hồng à. Yeah. Ui giời ơi, Blood God mà full bơ gọi là team thế này. 66 gọi là game để mà cách vào khó không? Thôi các bạn ạ. Đấy, ta đã đi một vòng rất là nhiều cái cập nhật mới và vẫn còn gọi là một vài lỗi nha các bạn. Đấy, nhưng không sao, có lẽ lỗi sẽ sớm được khắc phục thôi. Bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ vào trong quest. Đấy, sau trong quest là đây này. Đây, nhiều bạn ta gọi là phát hiện, gọi là trước phát hiện gì thì bây giờ là đây đây. Op và chuyển sang gọi là màu học rồi đó. Đó, màu học rồi nè. Ô, wow. Ủa, đánh cá mập cũng nhận được mấy cái này nè. Có khi nào là đang gọi là trở về những chú rồng cũ không? Những chú rồng mà kiểu là đây nè, chú rồng có ở trong cái box sự kiện á, có cái trong sự kiện thì đánh để mà lấy thêm mấy cái này. Wow, thì có lẽ là mấy cái này chắc cũng yêu cầu là lên 5 sao chứ không ít đâu các bạn. Ui, cũng có quest của chú rồng này luôn nè. Có phần thưởng cũng phong phú. Wow, quest ít mấy nè, quest của chú rồng này không hiện ít mà hiện gì đấy. Quest lấy off mythical gọi là mà vẫn có cho legend nhiều ở đây nè. Trời ơi, chắc là cộng tác với nhau á mà cho nhiều legend lên, vì đa phần bây giờ chúng ta đang gọi là chuyển hướng legend các bạn. Ok, đầu tiên là của cá mập. Mấy cái này chúng ta gọi là được đánh ngon lành. Ba bây giờ đang mình đang cày rank cho chú rồng nào nhỉ? Cày rank cho chú hề đi. Chú hề có thêm mảnh thì mình đỡ tốn mảnh kia thôi các bạn. Sức mạnh của chú hề rồi lụm 9 điểm cái đã. Rồi quét ba để làm gì? Rồi mình xin ý do đó lên rank luôn. Chú hề trùm cơ hội luôn các bạn. Bây giờ là cành cá mập, mà mình nhớ là trước mình cũng có cá mập mà nhỉ.
Ê, tôi có cá mập nhưng mà như là cá mập bên nick khác. Còn đây thì sao? Đây là chú rồng này nhìn cũng quen lắm. Thôi nói gì nhiều, lấy thêm 9 điểm cái đã. Mình lại xin nhá. Ui, mình xin 9 điểm. Đấy. Nói gì nhiều cho mệt các bạn. Đó, xin 9 điểm ngay. Ok, và lấy được thêm cái gọi là này. Và đây nữa nè, chú rồng này nhìn cũng quen lắm các bạn. Nói chung là mấy chú rồng này chúng ta gọi là nhìn quen hết trơn rồi. Đây, mình lại xin nha. Lại thêm 9 điểm. Ui. Đây, best chú hề gọi là số hưởng các bạn ạ. Đấy. Trước là cũng lấy điểm kia, giờ qua đây lấy điểm này. Ồ, có thể là mấy chú rồng mình có mà mình chưa có đặt ra, mình nghĩ là như vậy. Thế thì mình cũng có thể là coi thử ở trong kho rồi đặt ra để đánh được nhiêu, xin được nhiêu thì tranh thủ các bạn đó. Ý, 9 điểm nè, lấy được mấy cái phần thưởng này cũng ok mà. Đây nè, mấy chú rồng này mình nhớ là chắc mình có ha. Các bạn kiểm tra trong kho nha. Rồi, là mấy chú rồng này nè, nhớ là mình có. À, không biết phải nick này không. Ok, rồi đấy thì mình sẽ gọi là kiểm tra sau nha. Ủa, vậy là trong cái quest này cũng có nhiều trận nha. Đấy, chỗ khác là language đồ gì là vẫn bình thường nha. Và trong đây nữa. Trong đây gọi là bị đánh cho một phát, đúng thiệt luôn. Ôi, cố gắng ăn 2 điểm nữa đi. Rồi lấy cái rương rồi gọi là có thể là giọt lẹ rồi đấy các bạn. Ok là vô nào. Mình ăn 2 điểm đi, thua thôi chứ ăn 2 điểm kia đã. Mình xin. Cái gì vậy? À, lấy 1 điểm trước đã các bạn. Đó. Ui giời, để dành. Dành cho chú rồng kia một món quà bất ngờ các bạn. Chưa chắc mình đã thua đâu nha. Chưa chắc đâu. Ui ơi. Đâu vậy? Đó. Đây rồi. Một đấm lửa. Đi luôn các bạn ạ. Rồi đánh, đánh trước đi. Ủa, không cái đánh trước á. Chú rồng này thậm chí còn gọi là thua sẽ biết cả chú rồng ở đây á. Lạ lùng đấy nha. Ây da, nhưng mà mình xin uống vậy mình để chú rồng nghe mình đánh luôn chứ để chú rồng kia làm gì. Ui giời. Ok là 2 điểm rồi đó. Cái thì ôi thôi 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 ây da, chưa nói trước được điều gì đâu. Đấy đấy đấy, phát hùng rồi đó. Ôi là chúng ta là nổi máu anh hùng đấy các bạn đó. Ây da, trời ơi quá căng, quá căng các bạn ạ. Lật keo, lật keo. Trời ơi, đeo huy chương, đeo huy chương. Quá ghê gớm luôn. chương. Wow, đến cái pha đeo huy chương mà chúng ta gọi là kiểu mà ok, nên lại gọi là không quay được cái cảnh đấy các bạn, cảnh đeo huy chương. Đấy, trời ơi. Quá ghê gớm luôn. Giờ còn chú rồng nào gọi là muốn thử sức của chú rồng đai hồng nữa không? Đấy. Có gọi là Kung Flu Kama nè. Rồi cho Kung Flu Kama thử sức luôn. Để xem là ai là bluff ghê hơn nha. Ôi cái gì vậy? Ôi giời, đánh trước luôn á. Đánh trước nè. Người đó mới vào block cho phát xanh mặt luôn các bạn. Ở kìa, block đi nào. Ui ui. Nguy hiểm quá nhờ. Ôi giời. Rồi bây giờ thì cho mấy chú rồng này vào. Đó. Ây da, chú rồng kia không block luôn các bạn ạ. Rồi nhá, không block thì đi nhá. Đi nhá. Ui, để chú rồng này, cái bào mòn cái. Cái gì đây? Assassin. Ui, hết hồn luôn. Đây rồi. Đó, rồng Trường Xuân nè. Phá khiên, phá khiên. Ấy, đánh lên, đánh lên. Ui rồi ôi, hấp huyết gì tầm này nữa. Nữa. Ôi gì ghê vậy, cũng nhờ hấp huyết đấy mới đỡ được một đòn trông thấy luôn các bạn. Ôi đánh 2 lần rồi xong, xác định luôn đấy. Mình xin 2 phát, mình xin 2 phát đấy. Sờ bích thì cao, đúng sờ bích cao các bạn và thấp hơn mình đấy. Ok lại xin được thêm 3 điểm đấy, xin nhẹ 3 điểm. Ok và lại gặp Master Kama với lại những rồng kia đánh luôn. Ở khoát, hình như là Master Kama trâu lắm. Ui sao rồi, ui sao mà trâu quá vậy.
mình mà không block là sao mình ăn nổi. Rồi xong rồi, ai kìa, mình xin, ok vậy, what, đại ca, ui giời, tao mới là đại ca đây, mình xin, wow, ui giời, trả lại mối thù năm xưa các bạn ạ, à. Mối thù năm xưa, đấy, đấy, trời ơi, block đã thiệt sự chứ. Rồi giờ tới đây là phải sử dụng, ok, tại mày quá mình, ôi dạ, ôi dạ, gì căng quá vậy. Rồi nha, đánh hai lần rồi nha, biết rồi đó. Ui dồi, cạm bẫy các bạn, cạm bẫy. Bên kia mà gọi là chứa chấp cái gọi là cạm bẫy các bạn ạ, ghê thiệt chứ. Gọi là mới đấy mà lóc quá trời, đi hai cái rồng mình luôn, mình cho cái rồng của mình ra là bị lóc cạm bẫy rồi. Giờ cái này mà không lóc được thì hơi khó. Ui dồi, cố lên, đại anh Hùng ơi, cố lên, cậu một chú rồng nữa thôi. Ơi 2k, ừ lóc được, lóc được. Còn một mình chú rồng này thì sao, 3% là cũng sát phạt luôn các bạn ạ. À. Nhưng mà món trâu quá vậy thì trời ơi, đại anh Hùng gánh tem, gánh tem, trời ơi, đại anh Hùng gánh tem các bạn. Sao mà mới cập nhật về cấp M xong rồi đại anh Hùng đã trở lại với sức mạnh anh hùng của mình. Ui gánh tem quá dữ, quá ghê gớm các bạn ạ. Còn nữa không? Gánh nữa đi. Đấy. Thì muốn gánh là phải cho mấy chú rồng kia ra đổ máu trước nhờ. Nhưng mà đang hùng ghê quá. Trời ơi, gì mà trâu quá vậy? Không được rồi. Mà trâu quá vậy? Ok, cũng gặp nhau xem như có duyên. Đấy. Có duyên thì cho chú rồng ta gọi là vả vài phát. Ấy, một phát nè, hai phát, đi luôn đi. Đó, đi luôn chứ. Ôi, 12%. Có đầu tư đấy. Bây giờ lên cũng được khá khá đấy. Nằm lại. Rồi đến chú rồng này. Ừ, mình cũng gọi là có khắc chế các bạn. Và bên kia khắc chế mình luôn á. Thấy quá giờ. May mà máu ta vẫn trâu các bạn ạ. À. Trời, đây là gánh tem đích thật rồi. Bạn đã, cái chú rồng này. Ui, chú rồng này của em ta, ừ, của ta vẫn gọi là có bộ hồi sinh, thấy đấy, mà chưa cần dùng đến bộ hồi sinh luôn, vẫn được. Ôi, giờ lại phải gánh tem, việc gì cũng phải đến tay đai anh hùng thiệt chứ, gánh nặng này ai gọi là chia sẻ bớt dùng đấy. Phong độ, quá là phong độ rồi, nhưng mà ôi, đánh được không ta, nhìn hơi hơi là nguy hiểm nha. Châu đấy, châu lắm các bạn, không đùa đâu. Ủa? Cho gọi là Master Kama các kiểu vào đi. Châu đấy các bạn, có khi là mình nên đổi sang đối thủ khác. Đang gọi là gánh tem cực mạnh thế này mà gặp thủ này chúng ta gọi là gãy cánh thì ở đây được không? Cũng được, thử xem. Cân 3 các bạn. Đấy, ui rồi, ui rồi. Ai trâu chú rồng kia là đánh trước đi. Thì mình lấy hai lượt đánh trước các bạn ạ. Một, mà nhưng mà mấy chú rồng kia mà máu trâu như này thì sao mà đánh ta? Bây giờ đau quá. Để lượt cho chú rồng kia đánh mình trước hai phát các bạn ạ. Đây. Ừ, Efficia. Mà Efficia là để làm gì nhỉ? Ừ, mà để làm gì nhỉ? để mình đánh được trước thêm lượt rồi cho rồi này đánh rồi trong kia đánh mình hai lượt chứ, phải không? Thôi kệ đi, thôi cứ vậy đi, đó đánh đi, đánh hai lượt đi nè, một nè, đấy hai nè, đi luôn, get go đó. Giờ mà đến lượt mình phải chừa máu các bạn, đấy mình phải chừa máu. Ok, block đi, block đi. Này mà không block là không ăn được đâu. Không ăn được đâu. Chú rồng này đỡ được hai phát không nhỉ? Thì hồi máu lên đi. Ý dạ, mong là đỡ được hai phát. Ừ, đỡ được hai phát. Rồi, giờ đến là anh Hùng. Đó, đấy, được đánh hai phát các bạn. Chú rồng này, chỗ chú rồng này ngang điểm speed với mình nè.
là cũng khó để mà lấy cái gọi là nhiều khi là bị chú rồng khi đánh hai phát đi. Ừ, còn một chú rồng rồi ta gánh tem. Ôi có hy vọng, có hy vọng, đừng đánh hai phát nha. Ừ rồi rồi rồi, trời ơi bét gánh tem, bét gánh tem các bạn nha, đại thông sức mạnh quá ghê gớm, quá là gánh tem of the year. Trời ơi gánh tem gọi là of master, master gọi là gió, master gió hai đấy. Ok rất là ghê nha các bạn. Đây là món quà, gọi là món quà khi mà mới thăng chức lên mythical, đại hùng đã trở về với lại cái sự kiêu hùng của mình các bạn ạ. À, cái sức mạnh mà không thể gọi là nói bằng lời luôn á, quá ghê gớm, phải nói là cực kỳ là đáng sợ nha các bạn. Ok, và có lẽ video của mình đến là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn các em, chia sẻ cho thầy đi.